chào kính chào quý giả của đài truyền hình SCT. Xin mời quý vị theo dõi chương trình thời sự 247 của Đỗ Dũng. Tuần trước tôi có trình bày cho quý vị về cái chuyện mà bà Mạnh Vãn Chu được coi là công chúa của Trung Quốc và là con của ông chủ sáng lập cái hãng Huawei, hãng điện thoại 5G lớn nhất thế giới. Và trong lúc bà được thả bay về Trung Quốc thì bên Trung Quốc cũng thả hai công dân Canada và tôi có nói về cái chuyện là quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ trong những ngày tới nó như thế nào. Hôm nay tôi muốn trình bày tiếp cái đó trong cái bối cảnh ba quốc gia Canada, Mỹ và Trung Quốc. Đồng thời tôi sẽ phân tích cho quý vị nghe cái chiến thuật của Trung Quốc và các nước độc đảng họ sử dụng vấn đề bắt con tin trong lĩnh vực ngoại giao như thế nào mà các nước dân chủ không thể nào mà qua mặt được, không thể nào chịu nổi. Hay nói cái khác là thua thu động đó tôi muốn phân tích cái chi tiết đó thế thì quý vị biết đó ngày hôm thứ sau đó bà mạnh văn chu sau khi được thả một cái chuyến máy bay mà của chính quyền trung quốc thuê bao riêng nha boeing 77 chở bà rời phi trường vancouver về tới phi trường thẩm quyến vào ngày thứ bảy bà được trải thảm đỏ trải thảm đỏ bà đã đọc bài diễn văn ngắn được chuẩn bị trước cảm ơn chủ tịch tập cận bình đã giúp tôi mặc dù tôi chỉ là một người dân bình thường và nếu không có một tổ quốc như Trung Quốc thì tôi sẽ không có được như ngày này đó, thì thấy bà xuống là được chạy thảm đỏ, tặng bông rồi người ta đứng vẫy tay à, nghe không nghĩa là dữ dội lắm, thấy không đó, vì thấy không giống như đón một nguyên thủ quốc gia giống như một người anh hùng trở về và tất cả các cơ quan truyền thông của Trung Quốc đều đưa tin này và rất ít cơ quan truyền thông là nhắc đến cái chuyện hai người canada bị bắt cũng tối ngày hôm đó, hai người được thả ra và tại phi trường Toronto, Thủ tướng Justin Trudeau, Mà người bảo trắng trên màn hình vệ, đã ôm hai người này. thì đó Và đây là ông, một trong hai người, được bà vợ đón là tại sân bay Toronto. Hả? Thì câu chuyện tôi đã kể thì trước quý vị biết rồi. Không? Thế thì bây giờ mình đi ngược lại cái chuyện này mới thấy ấy, là nó có những cái chuyện rất là quái đả. Khi mà Trung Quốc đón bà này về tất cả truyền thông Trung Quốc làm cho thế giới có cảm giác giống như bà này làm một gọi như là nạn nhân trong chính sách bu ly ăn hiếp của Mỹ đối với Trung Quốc và ngày hôm sau bà Hoa Xuân Ánh phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tuyên bố là cái chuyện thả hai ông Canada với chuyện bà này về không liên quan làm ơn làm gì không có liên quan xạo ke nhưng mà không những bà hoa cho đánh sạo ke mà qua ngày thứ hai bà Jen Saki phát ngôn viên tòa bạch ốc cũng xạo ke luôn trong cuộc họp báo bà nói như thế này không có sự liên hệ nào giữa cái thỏa thuận giữa Mỹ và Trung Quốc liên quan đến bà Mạnh Vãn Chu và cái chuyện thả hai công dân Canada lại nữa quý vị thấy không người ta nói dối công khai như thế bởi vì người ta không muốn mọi người biết cái chuyện này nhưng ông đỗ dũng ông biết khổ ở chỗ đó à thành ông mới đang kể quý vị nghe à thế giờ thế thì câu chuyện thưa quý vị nó bắt nguồn là từ đâu quý vị biết rồi năm 2018 ngày 1 tháng 12 khi bà mạnh văn chu quá cảnh ở canada thì tình báo mỹ biết là lúc đó thì ông trầm ông bí quá không biết quánh trung quốc như nào ông mới chọn chơi cái màn gọi là giang hồ con tin bắt con tin mạnh bản chủ thì công Canada là công bị dính vô Đến hai cái ông công công dân Canada bị bắt và sau này quý vị để ý đó ha quý vị để ý nhiều lần chứ một lần quý vị phải để ý là ông Trump có vài lần Ngụ ý là gì ha? ông có thể can thiệp vào cái chuyện bà Mạnh Văn Chù để làm sao có một cái gọi là gì thưa một cái thỏa thuận về thương mại với Bắc Kinh với Bắc Kinh. Thấy không? Ông trump từng nói câu đó mà ông không giấu giếm. Đây nè. Ông nói cái đó vào ngày 11 tháng 12 năm 2018. 11 tháng 12 năm 2018. Thấy không? Ông nói là ông có thể can thiệp với Bộ Tư pháp trong trường hợp Bà Mạnh Văn Chu nếu có thể giúp bảo đảm một cái thỏa thuận với Trung Quốc. Đây thưa quý vị, đây. Đấy. Này, President Trump, đưa Trump set on Tuesday này, là cái ngày đó là ngày, uh, đây tôi cho quý vị coi ngày này, 11 tháng 12 năm 2018, tức 11 ngày sau khi bà Mạnh Văn Chu bị bắt. Vậy thấy không? Hãng Reuters đưa tin đây. Đây, đây này, ông nói đây này, thấy chưa? Secure a trade deal with Beijing. Thích đây nè Đây là ông Trump nói trong phòng bộ dục đây Nếu tôi nghĩ đó là tốt cho đất nước Nếu tôi nghĩ đó là tốt cho những gì chúng ta Thấy không Chắc chắn sẽ có được một cái gọi là thỏa thuận thương mại lớn nhất từ trước tới giờ Một điều rất quan trọng Và nếu cái đó điều đó tốt cho an ninh quốc gia Tôi chắc chắn sẽ can thiệp nếu tôi nghĩ đó là điều cần thiết Đó, khi mà ông nói về trường hợp mà bà Mạnh vẫn Chu Đó, thì thưa quý vị, thấy chưa? và trong cuốn hồi ký của ông John Bolton người từng là cố vấn ninh quốc gia của ông Trump ông cũng viết như sau vấn đề này ông Trump làm nó trở nên tệ hại hơn vì ông nhiều lần ngụ ý rằng Huawei có thể là một cái gọi là điều một cái gì đó để mà Trung Quốc à, để mà Mỹ bắt vào đó để làm cái việc mà gọi là thương thuyết với lại Trung Quốc trong vấn đề thương mại. Có nghĩa là tôi phải bắt bí anh Huawei này. Bằng cách là tố cáo anh là an ninh quốc gia. Thì trước tôi cứ, tôi nói vậy là bây giờ dí bắt cái con gái ông này. Để dùng cái đó làm cái đoàn bẩy để mà đánh nhau với Trung Quốc trong vấn đề thương mại. Nhưng mà ông Trump đã lầm, lầm và lầm lớn. Lầm to luôn bởi vì sau khi trung quốc bắt được hai cái người mà canada mà không những canada sau này trung quốc bắt cả công dân úc luôn nha nói chung trung quốc cứ chơi cái màn là cứ anh nào làm tôi không vừa làm tôi bắt công dân với anh và quý vị tưởng tượng đi trung quốc bắt hai người canada ông michael krovit và ông michael slaver nhốt trong những nhà tù không có điều kiện sống tốt bằng bà Mạnh Vãn Chu ở trong cái lâu đài 14 triệu đô la. Được đi ra ngoài mua sắm đâu chỉ cần đeo cái GPS ở trong cổ chân thôi. Thế thua, thua và thua. Và đây là những cái công dân Canada khác mà ông này còn bị tử hình nữa kìa. Bây giờ là chưa thả, Trung Quốc còn giữ mấy người này của Canada bây giờ các chuyên gia đang nói là sau cái đợt này làm sao thế giới áp lực được trung quốc tôi nghĩ khó lòng khó lòng bởi vì sao thưa quý vị sau khi bà mạnh văn chu bị bắt các cuộc điện đàm các cuộc nói chuyện của các giới chức cao cấp mỹ canada và trung quốc đều nhắc đến bà Mạnh Văn Chu và hai công dân Canada. Có một lần bà Wendy Sherman, thứ trưởng ngoại giao của Mỹ, đi qua thăm Nhật Nam Hàn bất ngờ ở vào Mông Cổ bất ngờ ghé thành phố Thiên Tân hội đàm với ông Vương Nghị cũng nhắc đến chuyện đó. Một lần ông Joe Biden gặp các nhà lãnh đạo C7 cũng nhắc đến chuyện đó. Và trong cuộc điện đàm mới đây nhất giữa ông Tập Cận Bình và ông Biden, Tòa Bạch Ốc dù không nói gì hết, nhưng nhiều nguồn tin cho biết là cũng nhắc tới chuyện bà Mạnh Vạn Châu. Và thấy rằng lúc đó Canada cũng đang vận động Mỹ. Hai công dân Canada đang bị giam cầm thê thảm công trong khi công chúa của Trung Quốc, công chúa Trung Quốc, ngon lành như thế. Mà Canada và Mỹ không dám làm gì cả. Bởi vì sao? Đây là cái điểm đặc biệt là khác biệt. Công dân Canada và công dân Mỹ không có luật sư đầy đủ ở bên Trung Quốc để mà ra tòa cãi. Trong khi công dân của Trung Quốc ở Canada thì có luật sư ra cãi đàng hoàng. Và luật sư tìm mọi cách để không cho bà Mạnh Văn Chu bị dẫn độ qua Mỹ. Tiền. Quý vị thấy không? Tôi mở ngoặc cái này. Cười Tây Phương họ rất thực tế cho dù Trung Quốc là cái nước mà xấu xa này nhưng mà đưa tiền nhiều chúng tôi làm hết. Chúng tôi đại diện bà Mạnh Văn Chu, quý vị thấy đó trên màn này hồi nãy cho quý vị coi. Khi mà bà đi ra đi phía trường có 4 năm luật sư đi theo một dân Canada, toàn những đề những tổ hợp luật sư lớn nhất thế giới là chúng tôi nhảy vào người kiếm ăn. Thấy chưa? Chúng tôi cãi mà sau này chúng tôi có thể là đi qua bên Trung Quốc làm ăn còn ngon lành nữa. Bà Mạnh Văn Chu là bà sẽ giúp đỡ chúng tôi tối đa trong chuyện này. Bà đọc cái thư không à cảm ơn nhân dân canada tôi không bao giờ quên tôi không bao giờ quên hàm ý là gì trong thời gian tôi ở canada tôi không bị khó khăn gì hết và canada đã không bàn giao tôi không chuyển giao tôi cho đế quốc mỹ tôi cảm ơn canada tôi không bao giờ quên thưa quý vị ông trudeau mà nghe đó là cũng khoái bởi vì sao canada cũng muốn bán hàng cho trung quốc luôn thưa quý vị nó khổ lắm cái thị trường lớn lắm nó mạnh lắm tôi sẽ tiếp tục với đề tài để quý vị thấy các nước dân chủ bị thất thế nào trong cái canh bạc mà ngoại giao con tin như thế này xin quý vị đừng rời màn hình sct À, truyền hình SCT. Sau đây chúng tôi xin trở lại chương trình thời sự 247. Tôi đang nói về câu chuyện bà Mạnh Vãn Chu bị bắt trong gần 3 năm trời, bị bên Trung Quốc coi như bắt làm con tin và Trung Quốc đã trả đũa bằng cách là bắt hai con tin, hai người Canada làm con tin. Và trong khi bắt như vậy đó thì thưa quý vị đến một thời gian thì có vẻ như bên Tây phương chịu không nổi và hôm thứ sáu vừa rồi chính quyền Mỹ đã coi như là đạt một thỏa thuận nói là thỏa thuận nói cho vui coi như có thể nói là một sự nhượng bộ nhượng bộ với lại Trung Quốc qua cái vấn đề nhân quyền và nhân bản đối với hai người Canada và các vấn đề thương mại khác nữa và hôm trước tôi đã phân tích cho quý vị rồi đúng không là có thể Mỹ sẽ bỏ cái thuế đối với Trung Quốc và dưới thời ông 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 Trump để mà họ nói chuyện với nhau dễ dàng nhưng mà họ phải làm liền trong năm nay chứ qua năm sau là bầu cử giữa kỳ là Biden không dám làm thì tôi muốn trở lại cái vấn đề khi mà người Trung Quốc nhốt người của Mỹ và của Canada. Chúng ta thấy nó có điểm đặc biệt thế này nè. Bên xã hội dân chủ, người bất kỳ ai bị bắt gì đều có quyền có luật sư. Trong khi các nước cộng sản và độc tài và độc đảng thì cái chuyện là không có. Có nhưng mà cho có lệ thôi. đúng không? Chúng ta phải thừa nhận đó. Vì nói về nguyên tắc của Trung Quốc bảo thông cho luật sư anh vô vậy tôi đâu cấm. Nhưng mà luật sư nước ngoài vô Trung Quốc không có giá trị vậy đó không thể nào bảo đảm được còn ở đây đó, luật sư này chúng tôi là đấu tranh tối đa và nó có hệ thống nào là tư pháp lập pháp đủ thứ hết anh chính quyền canada làm sai không được chính quyền mỹ làm sai không được nó có tòa án rồi nó có quốc hội trong khi bên trung quốc là thưa tất cả cơ quan nó là nằm dưới đảng cộng sản trung quốc có thấy không tôi cho quý vị một cái ví dụ nó hơi khác nhưng mà na ná về trường hợp việt nam với mỹ Quý vị cứ thấy đi Mỗi lần Việt Nam bắt những nhà bất đồng chính kiến Mỹ kêu gọi lên tiếng đủ thứ đó. Họ thả không. Họ đợi khi nào họ cần Những giới chức cao cấp của Mỹ qua thăm Việt Nam Việt Nam thả hoặc lâu lâu đó là đạt một thỏa thuận gì đó bên trong tôi cho đi ra nước ngoài ra Mỹ qua Mỹ tôi không cần kể tên bị biết những ai qua Mỹ rồi gì nhưng mà sau đó tôi lại bắt người khác làm vốn Lúc nào tôi có vốn cố định vậy à, lúc nào tôi cũng có vài chục người tôi giữ vậy. Thì Mỹ cần nêu lên chuyện gì rồi đi qua lại chúng tôi thả. Mà thường thường đó là do người nhà của những người mà ở đó ở bên Mỹ vận động. Hoặc là các tổ chức quốc tế do các cộng đồng người Việt ở hải ngoại vận động. Thấy chưa? Để các tổ chức đã được cái này được kia rồi à, chúng tôi cũng đi cái là đấu tranh này kia ra nhưng mà rồi được cái gì quý vị thấy không cuối cùng cái này phải nói thật với nhau Việt Nam vẫn vi phạm nhân quyền vẫn nằm trong danh sách của Mỹ Mỹ mỗi lần đến Việt Nam vẫn la lớn nhân quyền nhưng mà rồi chẳng đi tới đâu cả đặc biệt dưới thời ông Donald Trump lại không nói gì hết chỉ nhắc con câu là cầm cờ vẫy ông Phúc sau này ông kể là khi mà ông Trump cầm cờ vậy là những người hải ngoại cứ là cứ là rùng mình cứ là 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 là, 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 là nổi giận luôn ông phúc cũng nói đàng hoàng à tôi muốn kêu bịa đó thì quý vị thấy đi, ví dụ Mỹ bắt những người nào của các nước khác ở bên này, người ta đều được đối xử đầy đủ bởi vì nó có hệ thống tòa, nó có đủ thứ đàng hoàng. Còn bên mấy nước kia Việt Nam hay là A hay là Cuba hay Trung Quốc, nó bắt hàng là còn tệ nữa. rồi thôi miễn bản, là chỉ toàn chính phủ đứng ra không. Thấy không? Tôi cho quý vị ví dụ mới nhất, ngày 24 tháng 8 bà Kamala Harris đi qua thăm Việt Nam đi thì trước đó là coi như bà cũng là nói tới nó lui vận động vậy đó Việt Nam thả hai người lên Đó là bà Angel Phan và ông James Hân Nguyễn. Về đến Mỹ là hôm 25 tháng 8. Bà qua 24 thì 25 bay về. Mà âm thầm. Hai người này là bị tuyên án cũng mười mấy năm. Bà Angel Phan là dưới San Diego. Ông James Hân là như đâu ở Bắc Colorado vậy. Bà cứ vậy thôi. <laughs> đó quý nhớ của Bắc Hàn không? Khi mà Bắc Hàn muốn nói chuyện với Mỹ Mỹ mà cả chớn Công dân Mỹ đi qua mà chúng ta bắt Bắt đến độ mà phải là những ông cỡ lớn như Bill Clinton, El Gore này kia Đi qua bên đó để đưa về, đi qua bên đó thương thuyết để đưa về Quý vị thấy không? Làm như nhau? Thậm chí một ông về bị chết luôn Anh Otto ở Ohio bị chết, quý vị nhớ không? Về một thời gian sau bị chết, hòe luôn Bị ngược đãi Mỹ tố cáo nhưng mà Mỹ làm gì? Bởi vì chúng tôi có đồ chơi nguyên tử. Trung Quốc cũng thế, Việt Nam. Cuối cùng là thua hết. Cái mặt trận này là thua hết. Tôi nói quý vị nghe không thích nhưng mà đó là sự thật. Qua cái vụ mạnh Văn chu này, cuối cùng phải thả mạnh Văn chu và Trung Quốc đã dùng cái cơ quan cơ truyền thông mình cho thấy là bà mạnh Văn chu là một nạn nhân. Họ không hề nhắc tới cái thỏa thuận bà mạnh Văn chu với bộ tư pháp của của Mỹ. Họ chỉ nói bà vô tội, thôi, không nhận tội thôi và không hề nhắc tới hai công dân Canada được thả. Mà chính Mỹ cũng bây giờ xác nhận là ô hai chuyện đã không liên quan. Quý vị cuối cùng là gì? Thương mại, quan hệ hai nước là quan trọng nhất là quyền lợi hai nước quan trọng. Nhất. Mấy công dân này ăn thua gì? Các cuộc chiến tranh đánh nhau thắng chết mấy trăm ngàn người, mấy triệu người được nữa mà mấy người này ăn thua gì? vấn đề cốt lõi đây tôi muốn nói với quý vị đó là khi mà chơi cái màn con tin của ông Donald Trump thất bại hoàn toàn. Ông Trump không biết về chính trị hiểu sai cái chuyện đó bắt canada phải bắt vào mạnh văn chu và dẫn dẫn, dẫn độ qua bên mỹ canada sức mấy dẫn độ ok tôi bắt bởi vì tôi có hiệp với dẫn độ với anh anh yêu cầu tôi phải bắt và lại quan hệ của tôi với anh cũng không được tốt đẹp tôi bắt nhưng mà, mà tôi giao sức mấy tôi giao làm sao vị biết được có khi tôi nói vị nghe không loại trừ khả năng là chính bên canada còn fit còn, còn chỉ cho bên luật sư bà mạnh văn chu cãi làm sao để mà ra tòa canada không không trục xuất qua nữa bởi nếu bà, bà mạnh văn chu mà bị trục xuất qua dưới thầu ông trump là xong văn hàng xong văn hàng bảo đảm quý vị luôn ông trump là, rồi con gà nằm tay tôi bây giờ là tôi bóp lúc đó là nguy to chưa chắc bên trung quốc họ lùi bước hay không nhưng mà canada trong thời gian qua bị sức ép vì hai công dân bắt và họ đã đóng cái vai trò chung dung rất là ngoạn mục bởi vì sao họ không muốn bị mỹ kéo vô trong chuyện này và họ biết kéo vô họ không thắng Công dân của họ đang ở trong nhà tù một cách đau khổ Đau đớn không đầy đủ tiện nghi Trong khi họ phải là nâng khăn sửa túi Cho công dân Trung Quốc ở tại Vancouver Ở trong cái tòa cái lâu đài 14 triệu đô la thưa quý vị Em trước cho quý vị coi hình mặc đồ đàng hoàng đi chơi mua sắm Chúng tôi đeo cái GPS ở dưới giống như là cái đồ trang sức thôi có gì đâu mà càng ngày càng xinh đẹp nó mới ác thế mới độc đạo canada hơn nay hết họ hiểu cái chuyện chơi không lại những nước độc tài độc đảng trong cái chuyện này nhưng ông trump ông không biết ông tưởng chơi giang hồ là được đó là cái sai lầm của ông và khi ông biden lên ông biden cũng bị kẹt luôn kẹt đến cái độ mà đến lúc mà nó căng thẳng và đặc biệt khi ông trudeau tái thắng cử trở lại bắt buộc ông biden phải ra quyết định này và quý vị cứ nhìn tất cả những cái vụ mà bắt người người ta gọi là bắt con tin đó, của các quốc gia mà độc tài độc đảng y chang như nhau cuối cùng mấy ông tư bản mấy ông dân chủ thua hết là bởi vì sao khi mà con cái của người ta người nhà người ta bị bắt ở những cái xứ đó là ở đây người ta đi vận động người ta gõ cửa các vị dân cử người ta lao làng đi. trường hợp ông michael phương minh nguyễn vị nhớ không cư dân là tustin về việt nam cũng bị bắt nữa gia đình ông đi vận động khắp nơi cuối cùng ông phải được thả và khi thả như vậy đó thì bên bên, bên mỹ phải làm cái gì đó cho bên việt nam phải có một thỏa thuận nào đó và việt nam dùng nó làm quà để trao đổi với mỹ thì trung quốc cũng vậy cho nên ông mỹ mà chơi kiểu con tin với các nước mà độc tài đảng là thất bại từ thất bại tới thất bại cho tới phá sản luôn mà phá sản lối với ông Trump là chuyện bình thường. Đó là cái chuyện mà trong vụ bà Mạnh Văn Chu ông Trump nó rất sai lầm. Thêm một lần nữa ông ăn đổ, ăn ốc để cho ông Biden đổ vỏ trong vụ này mà giờ ông Biden bị ban tiếng đó. Tôi thấy bắt đầu phen cứng Trâm lên chửi Biden. Chỉ có ông mới làm được chuyện đó chứ Biden khi thả là nhát quá. Nhưng mà quý vị không hiểu. Làm như ông Biden là tệ mà làm như ông Trâm còn tệ hơn. Bởi quý vị đã thấy những chuyện gì xảy ra trong 3 năm qua. Thì đó là câu chuyện đáng chú ý trong tuần gửi đến cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào sau.